giám sát hai thằng lính vào tù cải tạo 3 năm tù hẹp dươm. Đang làm đường nha mọi người. Đấy, thẳng vào đường này luôn. Chờ, có con đường đi bên kia người ta không cho đi nữa. Người ta không mở đường. Mình làm đường cho xe máy đi xuống đường này thôi. Đi sau chịu khó, chịu khổ thôi. Cuộc đời mà. Em làm newspaper. Nè là phát không lồn nữa. Cô mình đi. Đó. Đường chính rồi.